Nếu bây giờ bạn ngủ mà chưa ra tiền thì bớt ngủ lại. Còn nếu mà bạn ngủ mà ra tiền rồi thì ngủ thoải mái. Có một sự thật chúng ta phải luôn nhớ, đó là trong cuộc sống này tất cả chúng ta đều phải sống bằng tiền. Dù bạn có chấp nhận hay không thì đó vẫn là sự thật. Hãy thử nghĩ xem mỗi buổi sáng bạn thức dậy, bạn không có tiền, bạn sẽ cảm giác như thế nào? Chắc chắn là không thoải mái rồi. Có nhiều người họ nói rằng là tiền bạc không quan trọng. Nhưng mà thực sự theo anh chị là tiền bạc có quan trọng không ạ? Tiền bạc cực kỳ quan trọng luôn. Bây giờ thử không đóng tiền điện một tháng thử xem. Thử không đóng tiền nước một tháng thử xem. Thử không đóng tiền cho con anh chị đi học thử xem nó còn đi học được nữa không? Bây giờ mình đói bụng mình cần cái gì? Mình khát nước mình cần cái gì? Mình cần tiền. Có tiền thì mới mua đồ ăn được, có tiền thì mới mua nước được. Bây giờ đi du lịch mình cần cái gì? Mua bộ đồ đẹp mình cần cái gì? Bây giờ mình đi hẹn hò với bạn gái mình cần cái gì? Bây giờ mua 2 ly trà sữa cũng phải tốn tiền chứ. Bây giờ mình muốn báo hiếu cho bố mẹ của mình, mình muốn mua đồ ăn ngon cho bố mẹ của mình, mình cần cái gì? Mình cần tiền chứ. Đâu thể nào mà mình nói cái miệng không được. Giả sử khi bố mẹ anh chị không khỏe, đến gặp bác sĩ cần gì? Cần tiền. Cho nên nếu chúng ta muốn thực hiện ước mơ và hoài bão của mình, muốn báo hiếu cho bố mẹ của mình, muốn có một cuộc sống tự do thời gian, tự do không gian, không phải đi làm nhìn nét mặt của người khác, nhìn thái độ của người khác nữa, thì mình phải trở nên tự do về tài chính, phải kiếm thật nhiều tiền. Nếu bạn muốn thành công trong bất kỳ lĩnh vực gì thì hãy tìm người nào đã đạt được điều đó rồi, mình học theo họ, mình làm theo họ, học đúng công thức thì mới thành công được. Bây giờ muốn khỏe mạnh, muốn có body xéo múi thì hãy tìm cái người thầy nào mà họ đã đang khỏe mạnh, họ có body xéo múi rồi, mình học theo họ. Nếu muốn kinh doanh giỏi thì hãy tìm cái người nào đang kinh doanh giỏi, mình học theo họ. Nếu như muốn bán hàng giỏi thì mình hãy tìm cái người nào đang bán hàng xuất sắc, mình học theo họ. Nếu như muốn làm marketing giỏi thì hãy tìm người nào họ đang làm marketing giỏi, họ kiếm ra nhiều tiền, mình học theo họ. Nếu như muốn kiếm nhiều tiền, muốn giàu có thì hãy tìm người nào họ giàu có thực sự, họ thành công thực sự, mình học theo họ, mình làm theo họ, mình hợp tác cùng với họ thì mình cũng sẽ có kết quả thành công giống như họ. Trong bộ não của Thiện cũng đã có được bộ công thức thành công rồi. Mình đã đọc rất là nhiều sách, mình cũng đã học rất là nhiều kiến thức về tài chính, về mối quan hệ, về sức khỏe, học từ những kiến thức thành công trong kinh doanh từ môi trường câu lạc bộ doanh nhân rồi. Cho nên là Thiện bây giờ mới làm được nhiều điều hơn so với Thiện trước kia. Thiện trước kia không biết đàm phán, Thiện trước kia không biết kinh doanh, Thiện trước kia không biết làm marketing, Thiện trước kia không biết bán hàng, không biết cách chăm sóc khách hàng luôn. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay mình lại thành công như vậy? Về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ, và mình có thể đi du lịch vòng quanh thế giới, đi đến bất cứ nơi đâu mà mình muốn. Đó là bởi vì mình có trí tuệ. Tất cả mọi kết quả thành công nó đều có cái giá của nó. Bởi vì Thiện đã đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc để học rất là nhiều kiến thức thành công từ môi trường câu lạc bộ doanh nhân, và mình ứng dụng những kiến thức đó, biến những kiến thức của người thầy đó trở thành kiến thức của mình, mình áp dụng trong cuộc sống và mình thành công. Đừng bao giờ chấp nhận một cuộc sống tầm thường, đừng bao giờ chấp nhận làm nô lệ của đồng tiền, đừng bao giờ dành thời gian mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều để đi làm việc chăm chỉ, vất vả, cần mẫn để đi xây dựng ước mơ cho người khác. Đừng làm như vậy, mà hãy dành thời gian, công sức, tiền bạc của mình để đầu tư cho sự phát triển bản thân, để mình có thể xây dựng được một tương lai tự do về tài chính. Trong khi người khác ngủ thì mình làm việc, trong khi người khác ngủ thì mình học tập phát triển bản thân. Bớt đi chơi lại, bớt đi ngủ lại, bớt đi nhậu lại, bớt đi dành thời gian cà phê, trà đá, chém gió để giết thời gian nữa. Bây giờ ngủ mà chưa ra tiền thì bớt ngủ lại, ngủ mà chưa ra tiền thì hãy thức dậy, học tập phát triển bản thân, làm việc liên tục, kỷ luật, kiên trì, nhất quán thì mới thành công được.